rồi. Hà Một Con Nhân nè, đúng rồi, đây là Hà Một Con Nhân. Đó, có rồi. Ngay đầu tiên luôn là một kinh doanh. Cái nó làm đưa ra 100 mấy người mà. Đâu, cái này là top 13 thôi. Top 13 chia theo từng hạng mục. À, vậy là chỉ 3 người, là mình với 2 người nữa thôi. Đúng rồi, là một kinh doanh. Bạn này là hạng mục là gì? Giải trí, là chắc là bên hạng đó. Đây chưa? Mình cảm thấy rất là vui sướng và thấy rất là may mắn vì là trong rất là nhiều ứng cử viên nhưng mà mình đã được các lãnh đạo tập đoàn tin tưởng và bình chọn. Cảm ơn tất cả các bạn đã bình chọn online cho mình và sau khi biết được tin này thì sẽ nhắn tin cảm ơn các anh chị ở trong công ty mình, sẽ thông báo tin vui cho bố mẹ cũng như là các bạn đồng nghiệp và sẽ mời trà sữa. Vâng, ngoài trời đang rất nắng các bạn ạ. Ngoài trời Nhật hiện tại thì trời đang nắng chói chang và con đường này thì đang tắc vô cùng. Không khác gì ở Việt Nam cả. Yatta. Anh ở vị trí bao nhiêu anh? Số 2 trong lãnh đạo trẻ. Chúc mừng cả anh Nguyễn Khắc Hiệp. Vâng, Nguyễn Khắc Hiệp của toàn đồng đội. Và thực sự là chúng tôi vô cùng chúc mừng anh Ngô Phạm Công Thuần, một tràng vỗ tay. Có view đúng rồi. Vâng. Rất là vui. Cảm ơn các đồng đội anh em DBS đã bầu cũng như bầu chọn cho mình cũng như các anh em FCB. Nhiều người thì khuyên tôi là nên từ bỏ và tại sao chọn đường khó đấy. Nhưng mà sự kiên trì sau 2-3 năm thì từ vài mươi người, 2-30 người thì là build lên được một tổ chức đến cả nghìn người. Tạo được cơ hội cho rất là nhiều người có công ăn việc làm và bản thân cũng thấy rất là hãnh diện và hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy đã đến gần. Đầu tiên là hạng mục công nghệ. Người đầu tiên anh Lê Trương. Vâng. Cảm xúc của anh thì đầu tiên là anh rất vui mừng. Thứ hai là anh vô cùng cảm ơn tất cả các đồng nghiệp trong trung tâm INF và tất cả đồng nghiệp của Airtel cũng như các bác lãnh đạo FPT Telecom của INF đã ủng hộ cho anh suốt thời gian qua. Và xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Anh làm việc gì hả? Nhất là anh sẽ gọi điện thoại về cho gia đình, sẽ thông báo cái tin tức này. Thứ hai là anh sẽ thông báo cho tất cả những người đồng nghiệp của mình đang chưa xem được cái video clip hôm nay, cái thông tin để họ cùng để anh chia vui với tất cả mọi người. Anh ơi, mở bằng MacBook của cái kia. À ừ, hay mở bằng MacBook của em. Ừ. Giải trí rồi. Chống quánh quá. Thế là được đi ăn rồi đấy ạ. Đi lẩu rồi. Xin cảm ơn mọi người rất là bất ngờ và rất là hạnh phúc lúc này. Thì không nghĩ là mình đã được lọt vào cái danh sách rất là tiêu biểu này. Cái động lực lớn để mình sẽ tiếp tục gắn bó và cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để đóng góp cho đơn vị của mình, nghĩa là truyền hình FPT nói riêng và của FPT cũng như là tập đoàn FPT nói chung, và chắc chắn là mình sẽ nỗ lực hết sức mình để có thể làm được điều đó. Rất là vui thôi vì là năm nay đã lọt vào top 13 thì đây cũng là một cái sân chơi rất là thú vị để dành cho những người trẻ trong tập đoàn. Thì qua đấy mọi người cũng có thêm cái động lực và cái quyết tâm để thể hiện mình nhiều hơn trong cái công việc hàng ngày của mình. Hello. Và xem live stream nhá. Và xem live stream đi nha. Ở trên workplace này.